Chào mừng các bạn đã trở lại với kênh của mình. Hôm nay mình sẽ dẫn các bạn cách nhận token USDO. Token này hiện tại đang được list trên sàn CoinMarketCap và đang giao dịch ở trên sàn CoinMarketCap. Để nhận token đầu tiên, bạn nhìn thấy video thì các bạn nút Start. Đây là cái token GTO USDO mà hiện tại chúng ta đang làm trong cái video hướng dẫn này. Trước tiên là chúng ta sẽ input vào một cái code mời. Thì code mời admin sẽ để phía dưới video cho các bạn để các bạn tiện đăng ký cái code mời này. Còn đây là cái đây là cái token LTO hiện tại đang list trên nhiều sàn và giá rất là cao, 0.16. Nó đang được list trên các sàn sau, đó là sàn Binance, Bitum, OK và Bitboss. Còn rất nhiều các sàn khác thì các bạn có thể đăng ký ngay thời điểm này để có thể là nhận thật nhiều token GTO này. Tiếp theo các bạn sẽ ấn vào cái link dẫn của nó. Chúng ta sẽ vào trong cái trang của nó. Đây là một cái trang cá độ bóng đá. Các bạn sẽ ấn vào chơi. Rồi, như vậy là chúng ta đã được một điểm GTO. Tiếp tục này, các bạn lại ấn vào chơi tiếp này. Đó. Có nghĩa là khi các bạn chơi thì các bạn sẽ có thêm GTO ở trong ví. Và cái invite code của chúng ta nằm ở phía dưới, invite link chúng ta cũng nằm ở phía dưới này luôn. Các bạn có thể thấy đây mình đã được 2 điểm với 2 lần sút. Mình sẽ dịch sang tiếng Việt một chút. Chúng ta sẽ nhập cái địa chỉ ví GTO vào đây. Các bạn đã có cái link này. Các bạn có thể đăng nhập với lại Facebook. Mình sẽ làm lại bước này. Tính năng này chưa khả dụng cho khu vực này. Như vậy là chúng ta sẽ phải dùng VPN rồi. Mình sẽ thử dùng VPN xem. Hy vọng là sẽ thành công. Hay mình thử nhập địa chỉ ví phía dưới đây xem nào. Rồi, như vậy là mình đã nhập địa chỉ ví thành công. Tức là chúng ta không cần phải vào trang kia nhập địa chỉ ví mà ta nhập luôn ở trên này. Giờ thì chúng ta hãy thử vào trong đây xem chúng ta có thêm lượt chơi hay không. Như vậy là chúng ta cần phải mời bạn bè, thì mỗi lượt mời chúng ta sẽ nhận thêm một chơi.
Đã có link dev và có invite code ở đây. Các bạn có thể dùng invite code để gửi bạn bè người thân người ta dev cho người ta. Rồi đến đây thì mình xin kết thúc video tại đây. Rất mong các bạn like, subscribe kênh Tham gia Rút Kinh link ở phía dưới. Nếu các bạn cần bán token hay là admin, em sẽ thu mua toàn bộ các token lên sàn của bạn. Xin lưu ý lại các bạn là cái để có được token chúng ta sẽ phải vào tham gia trò chơi của nó. Và dựa theo cái số điểm thì chúng ta sẽ được phân phối đến ví tương ứng. Như các bạn thấy ở đây mình đã được 2 điểm trong cái phần này và chắc chắn sẽ nhận được 2 token. Đó. Rồi, còn bây giờ thì admin xin chào và xin hẹn gặp lại cho các bạn trong các video tiếp theo. Xin chào các bạn.